Video game chỉ mang tính chất giải trí, không dành cho trẻ em chưa đủ nhận thức. Xin đừng bắt chước và ảo tưởng game là ngoài đời thật. Không cổ xí cho bất kỳ hành động tiêu cực nào hay là đi ngược lại với hùng phong mỹ tục của Việt Nam. Mọi người đã xem video chị Panda hát ở trên YouTube của Mèo chưa? Bạn nào chưa coi thì sau khi xem hết video này vô coi đi nha. Rất là ngắn gọn luôn, mấy bạn coi xong đảm bảo đêm nay mấy bạn mất ngủ. Còn những bạn nào yêu thích chị Panda sẽ nhớ hoài, nhớ mãi giọng ca của chị Panda đó nha. Dành cho mấy bạn fan cứng đó. Trời hiếm hoi lắm mình mới quay được cảnh đó nha mấy bạn ơi. Còn nãy giờ ở trong đây thì mọi người cũng đang sướng ca vô loài chị Panda với đất hút copy, mấy bạn thấy đang làm gì đó không? Lần nào cũng dễ trơn hết chơi, không bao giờ rủ mình chơi hết mấy bạn ơi. Để mình xuống dưới mình hỏi coi mấy người này đang bài cái trò trống gì nữa đây nha. U dạ, nhảy từ đây xuống nè. Ê! Trời ơi, tụi tôi đang thực hành một cái nghi lễ phép màu của chị Panda nè. Chị Panda đi làm cái trò trống gì á? Chị á, hốt cho biểu chị phải làm cái thói vậy á, nó mới là đúng cái nghi lễ. Thôi, chạy thôi, về mà vẫn mặc về mà chị Panda. Bây giờ nhưng có ai giải thích cho tôi nghe đang làm cái nghi lễ gì không? Nghi lễ á, bắt tụi tôi á, nè, để tôi nói cho mẹ nghe nè, ngồi xuống đây. Tôi ôm tồn nói cho mà nghe nè. Ôm tồn kể cho tôi nghe hả? Đúng rồi. Tôi ôm tồn lắng nghe đây. Ở mảnh đất này vào 160 triệu năm về trước phải không ta? Không phải không em? Ai biết? Có tên lửa không em? Không có rồi. Mấy triệu năm về trước luôn anh út. Trăm mấy chục triệu năm về trước. Sao? Lúc mà thế giới này vẫn còn đầy đủ những con khủng long. Chủ nhân của trái đất này chính là khủng long. Ai không cái biết con mà dài dài cao cao nhăn nheo bự bự thúi thúi á. Chuyện đó ai không biết? Đứa đến 3 tuổi cũng biết mà. Sao nói vậy là chi? Đó thì á, tụi nó đã ở trên cái mảnh đất này nè, nó chính là cái mảnh đất này luôn nè mèo. Mà rồi tôi sao? Á cảm nhận được có một luồng sức mạnh ở đâu đây, tôi nghĩ là ngay ở dưới chân tôi vậy nè. Từ sáng ra sáng chị Panda ra đây là bả đứng bả gầm wow. Cái tiếng tay giống tiếng của con mèo quá bị thấy vậy. Còn á copy á thì đi bum 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 đó thì tôi nghĩ là cái người này á bị hội chứng khủng long nhập mèo. Hội chứng khủng long nhập lên á, đúng từ ta chứ hai người này thấy gì không có. Tôi đang giúp đỡ hai người này lấy lại được bản chất thật sự ở quá khứ của hai người này là cái con gì. Vậy hả? Còn gì vậy? Chị Panda thấy không sao chị Panda? Đó, con bì đó nó cứ vậy đó mẹ. Quá khứ của em là con lạc đó. Nè, chị nói cần bản chất chị với Poppy thì như vậy thì không nói đi. Còn bản chất của Phúc Lập Lập thì tối ngày cứ như là bột. Là sao vậy? Là gì chị Panda? Có biết là gì không? Gì? Là được bầm á, nghĩa là đó. Địch bầm với Hải Nghĩ Thư rồi chị Panda. Trời ơi. Giỡn mặt với em nè. Chị có tin á là em sẽ treo chị lên cái dàn lửa này nướng chị lên không chị Panda? Nè, nói đi nè, mà không yếu gì đâu đó. Cái cốt truyện của ông nó vậy mà ông ra ông làm phép để làm cái giống gì nãy giờ? Ơi, nãy giờ mày không nghe tôi nói nè. Trở về quá khứ làm đúng giống rồi, gì? Để cho tôi biết á, ở đây á, và quá khứ 100 triệu năm trước là như thế nào mẹo? Đó, vậy là ông chỉ thắc mắc là cái mảnh đất này từ ở 100 triệu năm trước nó như thế nào đúng không? Với lại dân làng bên kia hồi 100 triệu năm trước họ như thế nào? Mày có muốn đi về quá khứ không mẹo? Không biết dân làng trong Mirab 100 triệu năm trước như thế nào ta? Rồi cái thế giới Mirab của mình trong thời đại khủng long không biết nó ra sao ta? Mọi người có thắc mắc giống mình không? Quá khứ vô đầu tôi rồi mẹo. Cái gì vậy? Tôi chồng mẹ cái em tên này bây giờ sống não của tôi đã được chạy tới 100 triệu năm trước. Wow. 100 triệu năm trước chị là con cho. Chị Panda, chị là con cho. Em nói chị nghe nè, chị là tổ tiên của loài chó chị Panda. Chị không phải là con gấu trúc mà chị là con gấu chó. Trời ơi. Chị hai lỗ tay chó kìa. Ôi la la. Còn 100 triệu năm trước Poppy là con chuột. Cái gì vậy? Ê, xong ăn nhập vô chị rồi, xong ăn nhập vô chị. Cái gì đó? 100 năm trước chị là một thần linh tái thế. Em thấy chị là con gấu chó thì đúng rồi đó chứ mà chị không có con bà gì đâu. Rồi hút gì đó cho em nói. Tỉnh không? Mẹ biết cái gì không? Gì nữa? Mẹ là con trùng thôi. Tôi là con trùng thôi. Đừng có hàm tôi làm em nghe đang yên. Tôi à. Còn cái thứ là chị biết rồi. Tôi là một con khủng long T-Rex. Ông hút đá con mà đùng phân với chị Panda. Sao chị nói chị kỳ á, sao nói chị kỳ á? Thôi mệt quá bây giờ nè, để tôi giúp mọi người, tôi sẽ đưa mọi người về quá khứ chị không? Để coi 100 triệu năm trước mèo là con gì nha mèo. Ok, giờ coi 100 triệu năm trước chúng ta. Đứng ngay cái dòng lửa nhìn thẳng vô dòng lửa nè. Mình lặn. Cú cú cà cà. U u bà bà, u u bà. U u bà già. U u ông già, u u bà phật. Trời ơi, nãy giờ nói chuyện vậy bộ không mệt hay sao vậy? Trời ơi, đau mỏ à. Cái này là gì vậy ta? Mình đáng đâu vậy hết? Hút nào? Chứ ông là ai? Tôi là hút. Chứ còn tôi là mèo. Hú, để từ ra ngoài cho nô lệ ăn cái. Con sen của tôi đâu rồi? Kêu con sen đây coi. Cà cà cu. Cú cú bà đà, banda. Cú banda, banda cú cú. À cà cú 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 cú. Cà 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 cà.
cạp đồ ăn, ăn 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 nè, ăn nè, cu cu cạp cạp. Khắp khắp đưa đây, trả lại đây, trả lại đây. Đừng, đừng ra ngoài. Khủng long, khủng long, chạy vô nhà. Ô, con khủng rồng, lông rồng, rồng lông, con khủng long. Ôi, khắp khắp khắp, lông lông, khắp khắp. Thôi mà mệt quá, nãy giờ nói chuyện cái gì vậy? Không cho, không cho, con sẽ không cho con sen ăn ăn bánh mì. Con sen chỉ được quyền ăn cu cay thôi. Rồi, được rồi. Nãy giờ mệt quá à, tụi mình đã trở về được quá khứ rồi nè. Đây là quá khứ của chúng ta một mấy triệu năm trước. 100 triệu năm trước. 100 triệu năm trước hả? Đúng rồi, mèo nhìn nè. Bà Panda là nô lệ của chúng ta. Còn á Poppy là thú cưng của chúng ta. Đó, nghe thấy không? 100 triệu năm trước mình không có nuôi chó mà mình nuôi cáo giữa nhà. Đúng rồi, còn chị Panda nè, cái nhà của bà nè, chỉ là cái nhà kho thôi. Ủa chị Panda sao chị là người ở của em chứ không kỳ vậy? Chị lộn rồi, chị lộn rồi, chị đó. Thấy không, hồi xưa là ta xài cái cây bằng gỗ nè, ký cái đầu giỡn mặt nè. Nè giỡn mặt nè, thấy không, cầm cái cây này đi săn nè, nó. Ôi mọi người ơi, cái mảnh đất của chúng ta cái hồi nãy là cái bếp lửa của mình đây nè, đúng không? Ừ. Ủa con này là nhà ai ta, chắc nhà mình đó. Ôi, ông Vũ. Ông Vũ. Trời, nãy giờ ông đi, ông Vũ đứng đây nè. Ủa ông Vũ bận giờ, bận đồ rằng đi ghê. À, ông Vũ bán sách hướng dẫn. Hả? Hồi xưa ông Vũ bán sách hướng dẫn sinh tồn trong thế giới khủng long. Trời ơi, này biết xài sách rồi mọi người, lên hồi đồ sách rồi. Đúng không? Đồ sắt là hồi xưa là người ta có lâu rồi nè, cái này đúng rồi, nghèo sắt nè. Tôi nói mà hồi đại này là xài bằng sắt rồi, không hiểu không? À nè, bây giờ nha, chúng ta đã được về được thời tiền sử rồi, bây giờ chúng ta bắt buộc phải sống ở thời này thôi. Mấy bạn có thích cả team của mình đã về thời tiền sử sống không? Bạn nào thích thì đừng quên thả like cho video này nha, và đặc biệt bỏ ra từ 5 đến 15 giây xem video quảng cáo giúp mình. Bây giờ mình vô mình coi có cái nhà này chắc là nhà của mình nè mấy bạn ơi. Còn nhà của ai nữa? Cu cu ca ca, ôi nè có rương nè. Ấy, con rương có cái gì vậy? Tôi lấy cái này nha. Kiếm bằng nè, bằng xương, kiếm bằng xương. Wow, đã vậy? Tôi kiếm xương á, nhìn y như cái khúc xương mình tạt cái cây vô mọi người. Còn trên đó là gì vậy? Giường của mình, giường của mình. À, tránh ra mọi người. Vậy là nhà này chắc của tôi á, không có gì hết. Còn của ai nữa? Ừ, vậy là mình với ông Hút là hai người có duyên tiền đỉnh đó hết ha. Tôi với mèo từ 100 triệu năm trước là ở bên cạnh nhau rồi. Đã ở bên nhau phải không? Còn chuồng này. Cái chuồng này là cái nhà kho, với lại nhà của hút cưng. À, nhà này hút cưng của Poppy nè. Ừ. Sao trong đây có một cái giường vậy ta? Còn cái giường của chị Panda ngủ đâu? Bả là người ở của mình. Panda ngủ với chuột bò ở đây nè. Chị Panda ngủ ngoài sân nè. Chị Panda. Chị Panda. Bả đi học khạp đang giặt đồ. Ở tay người xưa mày đặt giặt đồ nữa hả? Bả có hỏi cái áo da không mà bị giặt đồ. Con người ta đốt luôn. Không tắm hồi lắm. Không mà xưa không tắm. Giặt da hết, giặt da giặt tắm. Thôi mọi người ơi, mọi người. Bây giờ tôi mới để ý bên kia có con khủng long ăn thịt hết cái gì kìa. Chứ còn gì nữa qua cho nó ăn là biết liền ăn thịt hay không ăn thịt à. Ủa sao khủng long ăn cỏ sao với khủng long ăn thịt ta? Từ từ. Có con gì nhỏ nhỏ này. Hướng này nè mèo. Hướng này, theo tôi. Có con khủng long dễ thương lắm. Coi lại coi không. Ê con này cắn á mèo ơi. Tôi sợ nó cắn nó, thôi chạy về nhà mình đi. Nè nè, hướng này. Đâu, bây giờ nha, chúng ta bắt buộc phải sinh tồn ở trong đây rồi. Bây giờ tôi sẽ ra mỗi lệnh cho mỗi người. Sao? Mèo là phận nữ nhân, phải đi săn. Gì vậy ba? Thú cưng là phận thú cưng, phải bảo vệ mèo. Ừ. Bà Panda. Chị phải đi tắm rồi, đừng có nói tới chị tắm. Bà đâu rồi? Nè, bà kìa. Bà Panda, phận nô lệ, phải đi làm ruộng. Ờ, còn ông làm gì hết? Tôi, phận người đàn ông, trụ cột gia đình ở trong nhà. Ồ, ngồi không chờ có đồ ăn hay gì vậy? Chứ còn gì nữa mèo? Ờ, nói nè, cái đó là cái thời xưa do mình không biết thôi, chứ thời giờ là nam nữ bình đẳng đi làm hết, chứ đừng có chuyện mà người này ở nhà. Vậy là đi săn nè, bây giờ lên đường, đi săn. Ông là đàn ông, đáng ra phải làm việc nặng nhọc hơn phụ nữ đó. Hú bà, hú bà bà. Là chỉ đi hái lượm thôi, chặt cây hái lượm về làm ruộng, còn đàn ông mà đi săn đi. Tôi sẽ đi tìm một con khủng long để săn nó cho mèo. Ừ. Ê kìa, tôi muốn săn cái con bự bự đó đó, ông hãy lại săn nó cho tôi đi. Thú cưng của ta, từ từ. Thú cưng, từ từ, nè. Ê, cầm cái cây này lên. Cắn nó cắn kìa. Ờ, mày dám cắn thú cưng của ta, mày tới số. Cắn, bu vô, tại đây nó mạnh lên, nó mạnh lên, bỏ chạy, bỏ chạy. Có nguy hiểm, có nguy hiểm. Chạy về, chạy về, chạy về em ơi. Ui, bây giờ mình phải có tín hiệu là nguy hiểm với tín hiệu an toàn đi. Trời ơi, nguy hiểm là... Bây giờ em ra lệnh này nha. Khi mà có tín hiệu nguy hiểm em sẽ kêu. Ờ, tín hiệu an toàn là chị sẽ kêu là cạp 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 cạp. Không, tín hiệu an toàn là... Thôi, tôi thấy mấy cái kia là nên là nguy hiểm đi. Còn két 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 là cho an toàn đi, nhớ không? Ok. Là cái gì an toàn, cái gì nguy hiểm. Két két là an toàn, còn là nguy hiểm. Nè, mèo, giờ này quánh con này nè, thông báo tín hiệu cho mọi người xem. Cái gì vậy? Gì mà lộn xộn hết vậy? Thì là ăn nguy hiểm, con này nó nguy hiểm mà. Trời, để ăn đi, trên đại đói xong tụi bánh tiếp. Tính ra bánh mì này tôi đem từ ở thế giới hiện đại về đó mèo. Cho ăn gì mọi người? Bây giờ tôi biết rồi. Mì chả lụa ấy vậy? Cái con khủng long này thì nó bự quá mình không ăn được. Tôi muốn ăn thịt gà cổ đại. Là đây, đó, nhìn đi, có con gà cổ đại đặc biệt. À, thì ra có một con gà tây cổ đại ở đây. Đó, gà tây cổ đại nè. Săn đó. Đây chưa? Đây, thằng này
thịt nè, thịt nè. Ui, phần thưởng của tụi mình nè. Ôi, mới qua đây mà ha, đã bị bắt gà ăn rồi. Thấy ghê chưa? Ê, con lâm nhiều là, con cũng lâm nhiều mà. Con lâm nhiều gà là gì chị Bánh Đa? Quá. Ê, con ơi, con này đẹp quá. Ủa, không bắt là con cái chân nó bị tật kìa. Không bắt là của tôi ạ. Bậy quá ông nội ơi, cái giống này là cái chân ở trước nó nhỏ hơn chân sau, nó có tật. Ôi, chẳng có tật. Con đây nè. Đi chứ hả, lưa nó hoài. Ê, tôi lại tôi bắt thêm con gà này. Bộ con này sao dễ chết vậy hả? Ừ. Có đồ ăn chưa? Có nhiều đồ ăn lắm, bốn con cưa. Rồi, à bây giờ Poppy chặt cái cây này đi em. Đốn cái cây này, đốn cái cây này. Ê, chặt cái đồ ăn vậy đây. Qua, mọi người lại đây coi nè. Đằng này có... What? Trời ơi, bộ xe. Bộ xe cá. Ui, ăn được không? Hơn 100 triệu đồng. Ủa, cái này là ở thời điểm hiện tại con cá này nó bự như vậy, để tôi nghiên cứu nha. Trời ơi, nó bự hơn gì Bánh Đa. Đây chính là con cá ta thời cổ đại. Thôi con này ăn đi, tôi không ăn đâu. Còn mấy con bé này. Ê, mấy cái con động vật hiền này có yên mà cưỡi được á. Có không? Đó. Có yên mà cưỡi được. Ủa đi tiền. Wow, con khủng long này bị cái mình nó bị giãn rồi. Ủa, con giấu yên lắm vậy. Con nào cũng cưỡi được hết. Ủa, con khủng long này cứ... Con khủng long dị tật quá á. À, nó khủng này. Con này hình thể rất là dị tật mọi người. Ê, làm gì Quýnh tôi? Chị Bánh Đa. Ấy con này là chắc là tổ tiên con tắc kè nè mọi người. Thấy cái bàn nó xè xè xè. Sao 100 triệu năm rồi, năm trước mà sao cái con ở dưới còn sống ta? Con nào? Con zombie dưới nước kìa. Đấy quá, con zombie nước này đã sống từ 100 triệu năm trước rồi hiểu không? Rồi đi về đi, hồi nó lên nó cắn mình bây giờ. Ok, hy vọng hồi tôi tìm được cái yên tôi cởi khủng long đi cho nó nhanh. Chứ để đi bộ hoài rất là mệt, thì rất là đói bụng. Mình đi bộ nhìn nó chứ giống người rừng người rú chứ. Này là mình sinh tồn của thế giới cổ đại mà. Mèo, hồi nãy tôi đặt con cá tôi đựng như ra cái xương cá này nào. Lấy xương cá xỉa răng mọi người. Có, tôi để cái xương cá là dưới nước đó. Gì vậy? Thôi chị làm xương cá chặt cây đi, chặt cây đi, chặt cây đi. Tôi bắt đầu chặt cây làm bằng chế tạo nha. Giờ mình là người tinh khôn rồi mọi người. Mình là người tinh khôn hả? À, mình là người tinh khôn mà sẽ trong thời kỳ vẫn còn thiểu năng thì chị Bánh Đa là sinh vật thiểu năng nhất. Vậy chị ngủ trước nha. Đó, em đặt chị làm chị thiểu năng. Điều đó đã chứng minh lên được sự thật rồi. Chị thiểu năng chứ không có biết làm gì nè. Con lưỡng cư. Gì? Động vật lưỡng cư. Tự nhiên con lưỡng cư là gì ba? Nè, nhìn nè. Đâu? Đâu? Phải không? Bậy quá, tự người ta sẽ nó lưỡng cư. Nó lưỡng vô trong người không hết rồi. Thôi, mình sẽ chế vũ khí để bảo vệ mình các bạn. Thôi, chị ra chị lụm đồ cũng hết vô xài. Đầu tiên à. Chị Bánh Đa. Chưa có đủ gỗ nữa, phải chế cây rìu chặt cây trước mọi người. Ở đây rất là nguy hiểm nha, cho nên là các cư dân của chúng ta ở đây á, tôi biết sao không, tội nghiệp mấy con này nó bị sống trong cái toàn cảnh nguy hiểm á. Phải không? Mình đâu có gì nguy hiểm, toàn là mình quánh. Dạ, có mình lại đây tụi nó đã bắt đầu bị nguy hiểm rồi. Tội nghiệp quá. Có bước chân của con người, cái gì vậy sao chặt không có được vậy nè. Cao quá, sao chặt tới. Ở đây, trèo lên chặt đây. Đó, thấy chưa, chặt được liền. Tôi cho mèo cái nắm đấm bằng xương mà nãy tôi mới bẻ răng con nó ra tôi làm nè. Phải không? Phải. Ông làm hồi nào vậy? Nè, nãy tôi bẻ răng nó ra tôi đã chế tạo được cái nắm đấm bằng xương. Ủa sao tôi thấy nó bẻ răng ông, trong có bẻ răng nó hồi nào đâu? Nó có, trong lúc nó cắn tôi á thì tôi đã bẻ được hai cái răng của nó, tôi làm được cái nắm đấm. Ghê, đâu? Ô, đã nhè nắm đấm này hả? Nứt cầu, ừ. Nắm đấm đó là đấm vô mặt á. Cứ cầm lên tay là được thôi hả? Ừ. Mẹ coi sức tấn công bao nhiêu vậy? Chị Bánh Đa cho em coi thử coi chị Bánh Đa. Cái này nó chỉ là item mà tôi không thấy sức tấn công bao nhiêu. Đó, có sức tấn công được. Lắm là Bánh Đa kìa, Bánh Đa nó nhau thì không. Được. Bây giờ tôi sẽ chịu trách nhiệm nhẹ nhàng và đi săn cho mọi người. Mà Bánh Đa trong nhà mà chạy. Mèo, mèo có muốn coi sách không mèo? Tôi có sách này cho mèo coi nè. Sách này coi. Sách hướng dẫn chế tạo vũ khí thời tiền sử cơ bản. Ê, hồi xưa cũng có sách nữa hả? Cũng có biết chữ luôn hả? Ồ. Là giấu không hả? Cái này mình lấy xương mình làm vũ khí, làm đồ được nè mọi người. Chứ còn lấy cái gì nữa? Rồi có sắt nè. Sao mày sắt chưa bằng kim loại nào? Có nhiêu đó thôi hả? Rồi, còn mèo muốn á, học thêm về khủng long thì tôi cũng đã chuẩn bị sẵn cho mèo. Đây chính là sách sinh tồn khủng long. Ủa sao hồi xưa mà có sách có chữ đọc? Này tôi đem từ thời hiện đại về mà. Thì đó là vậy. Mấy cái này mình chỉ coi tên cơ hả? Đâu, mẹ có thể coi à, coi nó có thể cưỡi được hay không hoặc là nó có nguy hiểm hay không á mèo. Con này có con chữ. Cái con này có nguyên máy cưa trên lưng sao cưỡi được. Thôi được rồi, bây giờ á mình bành trướng lãnh thổ của mình ra đi mọi người ơi. Mình bành trướng lãnh thổ ra nha. Cách nào? Bằng cách bây giờ là bắt chị Bánh Đa đi làm việc không ngừng nghỉ. Chị Bánh Đa phải làm việc liên tục. Chị biết công việc chị rồi. Công việc chị là gì nè? Chị sẽ vô ngủ. Tao ơi chị Bánh Đa ơi. Hả? Chị ngủ rồi chị tưởng tượng ra nhiều thứ lắm. Chị đi. Đi. Chị Bánh Đa là loại người không tiến quá được luôn á. Tại sao mà bà tương lai bà không tiến quá, hành cái con đời ơi ta. Bà tới giờ này bà cũng còn đi. Bà là loại người kém tinh khôn đó nào. Chị đã tưởng tượng ra một tòa nhà hả, cao tầng ở đây rồi. Bây giờ chị có đi lấy lúa chị làm ruộng không? Trời ơi, tại sao mà tự nhiên có thể cho bà tiến quá được thành người ha. Đúng rồi đó, chị tưởng tượng ra chị no. Cái này là cái kim loại. Bắt đầu tưởng tượng qua cho bà no kìa nè. Trời ơi. Mọi người, về thời cổ đại mình dễ tìm quặng quá, ở trên mặt đất cũng có quặng nữa. Thì cái thời này á, mấy cái quặng nó chưa bị chìm xuống lòng đất nè.
nè, cưng hãy lấy lúa và cưng hãy tưởng tượng là cưng đang ăn hamburger đi nè nè. Giờ chị có tin là em tưởng tượng rằng là em đang quánh gì không chị Bánh Đa? Ủa con hổ đang kiếm kìa. Ủa trời đất ơi, nhìn cái bàn tay của con là bà nữa. Mọi người ơi, tôi muốn thử cái quy lực của nắm đấm xương này nên sẽ quyết định chiến đấu cùng với con đi. Đúng là màu chưa? Đúng là màu chưa thì đấy. Mà con này nó có cái yên cỡ. Mèo 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 có suy nghĩ kỹ với mèo. Ok. Hai quả cha. Ê, đây có xương, con cũng lắm nè. Nó gầy xèo kìa, xương cái gì. Ê mọi người, vậy tôi đã chứng minh được cái nắm đấm này vô cùng mạnh bạo rồi. Vậy chơi đi, xài đi. Đấm được hết chưa? Đấm lên ngụm cua tỏi rồi xịt khói. Mèo, ở đây có xương cũng lắm nè mèo. Đâu, đâu, đâu. Ở bên đây có làng mới nè mọi người. Cái này xương hả? Có làng hả Phúc Bi? Ai, hồi xưa mà có làng nè em. Có chứ. Mình còn sống được thì mình là lội giống mình đâu. Ghét luôn hả? Kìa, qua coi cái làng kìa. Trời ơi, người ta xây nhà cho cái làng nó cũng vậy đó. Ủa cái này có tàu hành luôn đó chứ, cái làng gì ta? Ờ, tàu hành nó nè 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 nè. Người ta đã biết sử dụng đá để mà làm nhà rồi nè. Cho mời mọi người vào nhà. Mèo, tôi đã lấy nè mèo. Cho mèo cái này. Cái gì vậy? Đây, tôi đã lấy được từ trong đó ra. Cống nạp cho mèo. Mèo là giờ là tù trưởng. Tôi là tù trưởng. Ôi, nó dài nè. Cái quần. Cái kéo nữa kìa. Con mẫu đăng ký tôi đang tìm kia rồi. Có ai có cái yên không mọi người? Không, đừng đánh này, đừng đánh, hãy làm thân thiện. Ờ, con hổ cái năm gì vậy vậy? Đó là hổ đang kiếm em, hổ lại đi khắp đây nè, hãy trốn về sao? Ừ, đi khắp đây kìa, ghê quá, trên đó có gì không đây? Không, không có gì hết. Để tôi xuống tầng hầm, dưới tầng hầm có gì không? Không có gì luôn. Trời ơi. Nó dẫn ra biển, ở biển có một cái con zombie. Zombie. À, con anh... zombie nó mạnh quá cho nên chị phải lùi về sao? Trời ơi, bà này nó chưa làm gì luôn, bà nói người ta. Trời ơi, chị bà ta tự hồi chị xuống đây em chưa, chị làm gì được luôn. Ôi, ôi, có bên... con khủng long dưới nước kìa mèo. Đâu, đâu, ở bên kia, bự lắm. Là cái chỗ mà tới thận kìa mọi người. Đâu, chỗ tới thận. Wow, tôi muốn lên kia. Ê, cái gì nó nổi vậy? Sập đất, sập đất. Hả? Ờ, động đất, hồi xưa có động đất mèo ơi. Trời đất ơi. Con khủng long này là nó vừa sống từ dưới nước vừa sống trên bờ mà. À. Mình đi qua bên kia không mọi người? Qua bên kia không? Qua bên nào? Qua bên cái chỗ tế hận bị nói. Ôi, tôi sợ qua bển lắm. Biết đâu qua đó mình có đồ rồi sao? Mình kiếm được. Qua bển là mình gặp thần gì rồi sao mèo? Thần khủng long rồi sao? Cũng đúng nè. Ủa, tôi tự nhiên đâu ra có bộ đồ rồi bận luôn nguyên set đồ. Hồi nãy tôi vô đây tôi lục được mày đó. À. Ê, hồi nãy mình đi lượm xương đi, lượm xương để chế tạo. Tính là lấy cái này làm nhà của mình đi, mình chế tạo con đường đây đi. Ừ. Ê, hình như mày thấy ở đây hình như có cái thành ở đây mà bị bể nó rớt dưới mèo. Thì đúng mà. Rồi vậy bây giờ tôi sẽ lấy đá tôi lắp cái này lại. Đó. Ngôi nhà đầu tiên của chúng chị ta trong đây. Em chị Bánh Đa, chị Bánh Đa. Em thấy có công việc chị làm nè chị Bánh Đa. Đâu con gì đâu mạnh lên. Xuống đây em cho chị nằm mơ, em không có bắt chị làm gì hết á. Chị thấy không? Thấy cái gì? Mấy con khủng long xuống nước câu cá kìa. Chị về cho em xuống dưới lấy cá lụm lên ăn thôi. Trời ơi, Phúc Bi ở đây hành động của chị nè. Đó, hành động của chị Bánh Đa nội liệu. Phúc Bi cá luôn kìa. Đây. Đó thấy chưa? Lấy xương về chế tạo vũ khí. Trời ơi, khủng long bơi qua cá sao không nổi luôn á. Đó. Ăn nè, ăn mấy con này ăn cá dữ lắm, kệ nó ăn cá kìa. Vậy là mình đặt tên cho khủng long này là thú cưng của mình đi. Hả? Đó sẽ là bé ăn cá. Ừ, đó giỏi. Bé săn cá thôi. Bé săn cá. Bé quá giỏi luôn bé ơi. Bé săn cá hả? Đó, giờ không sợ đói nữa đâu. Trời ơi coi nè. Giỏi ơi là giỏi luôn á, giỏi hơn chị Bánh Đa với Phúc Bi luôn á nha. Rồi sao bây giờ mình lên trên đây trước đi, mình có nhà. Trời chị Bánh Đa ăn chứ dễ chị Bánh Đa, chị ra chị câu cá cho coi đem hết dám gì chị biết đâu. Con cá này, con khủng long này á là đệ tử của chị đó. Chị mới vừa sai khiến đó đó. Ủa trời ơi, trời đúng em luôn. Đó chưa chị. Rồi em luôn Phúc Bi luôn rồi kìa. Rồi đó. Giờ làm gì chị đâu? Ủa chị từ sao nhìn thấy cục đá thường mà đào ra cái hồi nó thành cái cục gì mà y như ở ngoài biển của mình kia. Đây có cái lỗ gì vậy? Ê, mày đang đi làm gì vậy? Tôi đang đi lấy đá đừng về làm cái lò nấu quặng lên để chế tạo vũ khí chứ làm gì. Đây có cái lò mà. Có không? Không biết. Ủa lại là sao tôi khôn dữ kìa. Hình như có lò nãy giờ tôi thấy. Này gì vậy ta? Ủa Phúc Bi, em tìm được cái mê cung gì á? Em không có cái lò mày ơi, không có cái lò, có cái lò. Không có lò hả? Cái hang gì á? Không có lò, không có lò. Ủa sao có bàn chế tạo có đe nè, hồi nãy tôi thấy đâu đây có cái lò quên mất tiêu ta. Có, có. Không có lò. Vậy cách nào mình nấu đồ ăn lên ăn? Thì chế tạo cái lò đi là có cái lò liền. Ok, tôi sẽ thử chế tạo cái lò nha. Ê tôi biết rồi, hình như ở đây không có lò đâu. Thì biết sao không? Sao? Tại vì á hồi này mình còn ăn thịt sống mà. Tào lao quá à, nhưng mà tôi đâu ăn thịt sống được mẹo. Mình trở về quá khứ thôi, đâu có nghĩa. Rồi này là xét đánh thịt có lửa rồi. Nè. Bỏ đồ vô trong đây nè, đồ nãy giờ tôi kiếm được nè. Tôi tìm thêm cục đá cuội nữa cái đã. Rồi, lấy đá, xong đủ 8 cục rồi về chế cái lò. Ê, con hổ đang kiếm này ai giữ nó nha, đừng để nó đi xa ra. Yeah. Khi mà mình không thấy nó nữa mất công, tới hồi muốn cưỡi nó thì nó lại mất tiêu á mọi người. Ê, biết đâu thì cứ cho nó xuống nước nó ăn cá đi, nó ăn cá nè, Phúc Bi dễ bị con hổ đang kiếm dí rồi. Có lò nha mọi người, bây giờ mình sẽ để khu bếp ở bên này nha chị Bánh Đa. Rồi, nấu thịt lên. Rồi. Ủa, thời này không lấy gỗ để nấu thịt được hả ta? Vậy là con chừng lấy xương nấu á. Đúng là thời này mình phải ăn đồ sống rồi mọi người. Ui eo ghê. Thời này à, mình chỉ lấy quặng thôi, mình phải ăn đồ sống mèo ơi. Chỉ hả? Ừ. Thịt khủng long này nấu không được. Mình phải mà lem. U mà lem mà lem. Hay là mình phải làm cái lò của nó mình mới nấu được. Ờ em không biết nữa, hết kiểm tra thử giùm tôi hết. Trời ơi, bé đó nó săn cá giỏi dữ vậy ha. Bởi vậy đệ tử của chị mà mèo. Ờ chị dạy nó thật là khôn. Đúng. Rồi em sẽ để đồ ở đây, có ai có lụm được xương nhiều không? Ờ xương chị để trong rương cái đó. Xương à? Ừ. Rồi em sẽ chế tạo
đồ xương cho mọi người sử dụng nha. Đó, thấy chị Khôn hôm đó có tên đứa con chị Bình Đa giỏi quá. Chị Bình Đa ơi, đây con hổ này bây giờ nó là đệ tử của chị luôn rồi đó. Dạ, cái con này cũng là cái đệ tử của bà vậy. Ừ, bà nhiều đệ tử quá vậy. Mọi người giờ em chế rìu cho đi chặt cây nha. Rồi em chế cho mọi người rìu đi. Rìu không phải chế như vậy. Chế cũng sách. Chế cái dao được rồi nè. Cái dao bằng kim loại. Là lật sách ra chế. Ok, để em lật sách lên chế. Nhầm. Chế được kiếm, rồi chế được cái sẻn thôi. Rồi xong. Ờ, cái quặng đó chỉ để chế kiếm và sẻn thôi. Vậy thôi em sẽ chế kiếm cho mọi người. Chế cho tôi một cái kiếm mèo ơi. Ok, đây. Tôi đi săn khủng long bạo chúa. Rồi, cho ông một cái kiếm này. Tôi sẽ là tù trưởng hút đi săn khủng long bạo chúa. Tù trưởng gì, tôi đang là bạo chúa ở đây nè. Rồi, bây giờ thúc em chị chế thêm cây luôn nha. Đó. Chị Bình Đa muốn không chế chuyện cây? Đâu. Kè 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 đằng đó kìa. Thôi chị Bình Đa đem chế chuyện cây luôn cho. Bà Bình Đa mà chế cho bà cái gì? Đè cho bà đè xài đồ đại đi. Quên, chị Bình Đa khỏi chế nè. Sao? Đây em có cây bằng xương nè, em cho chị. Mọi người thì được xài cây bằng kim loại, riêng chị Bình Đa sẽ được xài cây bằng xương nha. Rồi chị Bình Đa là số 1 luôn chị Bình Đa ơi. Số 1 này. Bé đang kiếm đang đứng trong này luôn rồi hả? Rồi để coi xương mình có thể làm được gì nữa. Ồ. Xương mình có thể nấu. Đem coi thử coi xương như mình làm sẵn bằng xương được hay gì á mọi người. Đây nè. Được không? Ôi được. Được cái vô ngâm. Kinh này. Nè, có thấy đệ tử chị đi theo chị không mèo? Có rồi. Đó, cái này là gì? Ô, cái này mình có thể làm được rất là nhiều thứ bằng xương luôn á mọi người. Nè, tôi có cái này cho mèo nè, tôi chế cái này nè mèo. Đâu, em chế được cái gì vậy? Kè. Hướng nào? Quá cái gì vậy, lò BBQ hả? Ủa, cái gì vậy? Cái này chính là cái rương bằng xương khủng long. Nè, tôi còn đổi màu nó nữa được nữa nè mèo. Ủa, cái này bảy sắc cầu vồng đẹp quá vậy. Đó, đẹp quá thì đẹp thôi, để đây trang trí nhà đi mèo ơi. Vậy đi. Rồi bây giờ tôi sẽ đi săn mèo. Mèo có muốn đi săn với tôi không? Đây, khi mà mấy con khủng long đã săn giùm chúng ta rồi, nhưng mà chúng ta cũng phải tự đi săn để cho biết điều. Thôi, tự nhiên mình đi ăn cá thường của con khủng long mình nãy ai mà thèm ăn. Ừ, nó để cho nó ăn thì, đi. Nó săn giỏi hơn cả mình đúng hết. Tôi còn tôi mình ai được cái mèo chế tặng cái kiếm này nè, tôi sẽ đi săn nè mèo. Bây giờ bộ tập của chúng ta đi săn đi để dự trữ thịt cho mùa đông. Để hơn mùa đông là mấy con này ngủ đông hết. Nè, lên đường đi săn với tôi. Đầu tiên sẽ là con khủng long ba cái sừng. Bà cấu trúc bà chết trong lava rồi kìa. Bà nhảy xuống lửa, bà nhảy vô lửa đó mèo. Hồi nãy mình đi qua đây mình quên vác cái giường theo. Tối mình phải quanh về chỗ kia mình. Ôi, rồi. Cái hang này, cái quặng lỗi gì vậy ta? Gì đẹp quá vậy? Hang hồi xưa nè. Wow. Ủa hồi xưa chưa có dùng đất. Hồi xưa chưa có dùng đất sét đất này. Ê, con khủng long cắn tôi mèo. Cứu, cứu. Trời, cái đó mạnh gì mà đấm nó mấy cái là nó ngủm luôn mèo. Ờ, tôi còn quánh nữa con khủng long bự lên kia đó mà. Ê, hình như hồi mình ăn thịt sống mà nó có bị đói mèo. Mọi người, hình như tôi đã gặp được vĩ thần kìa. Đâu? Kìa, phù thủy hồi xưa hả? Ê, phù thủy hồi xưa kìa. Ủa, thời này có phù thủy không? Không biết hả? Thần linh hay là cái gì? Kìa vậy? Phù ha, săn ổng mèo. Ê, phù thủy cổ đại mèo ơi. Ê, da. Ôi, nguy hiểm. Ôi, ơi, chắc cái bên kia là của ổng đó mèo. Cái gì bên kia là của ổng? Cái bên đảo bên kia là của ổng đó. Thôi đừng đụng ổng mèo ơi, đừng đụng ổng. Chạy đi mấy bạn, nên comment mình nên làm gì phù thủy cổ đại mọi người. Rồi mình có nên đánh ổng không ta? Khoan đã. Bây giờ thời đại này chỉ có mình với ổng thôi. Nếu mà mình đánh ổng luôn thì tụi mình sẽ rất là buồn. Chắc phải chừa để khai thác ổng coi lần sau có đồ cho mình rồi sao. Nhiều khi ổng là người tốt á, phù thủy cổ đại. Bây giờ tụi mình sẽ cho các bạn fan bình luận lựa chọn đi. Mấy bạn nghĩ là mình nên để ông này lại hay là nên tiêu diệt ổng luôn mấy bạn. Mấy bạn hãy bình luận phía dưới cho mình biết nha. Mèo. Bây giờ mình đi đâu đây? Làm thịt con khủng long bạo chúa. Tao con nói tôi làm hoài. Ê, mày. Mọi người. À. Một hit một mèo ơi. Con khủng long này to gan rồi dám cắn cái suốt à. Rồi nè, mày đâu rồi, nó cắn con mày. Rồi xong luôn. Rồi xong luôn. Tưởng đâu là đã hùng mạnh rồi, nhưng mà khi lần đầu cả nhà quyết định đi ra đi săn thì con khủng long đã săn nguyên nhà mà mèo. Các bạn ơi, từ chủ cho tới thú hả, nó quất một cái hả, xịt khói hết trơn. Chúng ta quên mất một điều mèo. Điều gì? Chúng ta phải săn theo kiểu của người cổ đại. Không bao giờ tấn công trực diện như vậy mà chúng ta phải làm bẫy. Chúng ta phải đặt bẫy nó mới được. Sau lần này mình sẽ rút kinh nghiệm, bây giờ tụi mình đã mất hết đồ rồi, tụi mình phải tìm lại từ đầu thôi mấy bạn ơi. Nếu như mấy bạn thích video này của mình thì các bạn hãy hả like đi, mình sẽ làm tiếp tập 2 cho mấy bạn coi. Bye bye, hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo nha. Nhớ bình luận phía dưới cho mèo coi nha. Bye bye mọi người. Video game chỉ mang tính chất giải trí, không dành cho trẻ em chưa đủ nhận thức. Xin đừng bắt chước và ảo tưởng game là ngoài đời thật. Không cổ xí cho bất kỳ hành động tiêu cực nào hay là đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam.